giả đã đến với chương trình. À đúng rồi. Là MC của chương trình, và ngày hôm nay bên cạnh tôi là hai chàng trai rất là đẹp trai, rất là phong độ, chính là hai đội trưởng của chương trình. Người đầu tiên là đội trưởng Lê Dương Bảo Lâm. Xin chào mọi người, tôi là anh Dương Lâm Đồng Nai, tôi đến từ quận 9. Anh giới thiệu vài nét của mình thế nào? Tôi là một người rất là đa năng, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, diễn được, hát được, siết được, múa lửa được, MC được, cái gì tôi cũng làm được hết trơn á trời. Quá dễ thương. Và đây một người đội trưởng, một người mà có thể nói là khi quay lại, tất cả mọi người ở đây kể cả tôi cũng rất là bất ngờ trước nhan sắc của anh ấy. Đội trưởng Hứa Minh Đạt. Yeah. Hey, tôi là đội trưởng, tôi đến từ Bình Thạnh. Đó là nhà của vợ tôi. Và sự tình của tôi là rất sợ vợ, thương vợ, thương các con. Và ngày hôm nay tôi tới chương trình này là do vợ tôi dắt tôi tới. Yeah. Ủa? Đồng vợ đồng chồng khác cái biển Đông cũng cả. Yeah. Thường tôi thấy bà làm MC bà rề lắm. Ngày hôm nay tại sao bà năng lượng như vậy chứ? Mặt văn khoa và võ đăng khoa của tôi đâu? Bây giờ vậy? Sáng đèn lên đi để tôi nhìn rõ bộ mặt thật. Này, nhìn rõ chưa? Ủa tại sao vậy? Tại sao bình thường là mặt trong khoa, võ đăng khoa, ngày hôm nay lại Hứa Minh Đạt? Ủa chứ nãy giờ tao đứng gần một nửa tiếng đồng hồ không biết hả? Hay ấm tưởng mặt trong khoa. Bây giờ vậy nè, tất cả mọi thứ đều có lý do hết, không? Mặt văn khoa sở dĩ vì sao không có mặt? Bởi vì bây giờ mở quá nhiều chi nhánh bún đậu bún tôm, đâu có thời gian đi chơi game show. Còn võ đăng khoa là bây giờ người ta là ca sĩ rồi, người ta chạy show ca sĩ nhiều tiền hơn, người ta cũng đâu có chơi game show. Nhưng mà thiếu gì người anh Đức đồ này nọ rồi đó. Nhan sắc anh Đức không có. Còn chồng chị, trời ơi Lâm ơi, tội lắm quý vị, ở nhà coi con không à. Trời ơi. Cho nên nay dắt lên kiếm tiền về mua sữa cho con. Bà đừng có xạo nha, hai vợ chồng bà chạy show hú hồn nha. Bây giờ bà đưa người nhà bà vô đúng không? Bây giờ bà đưa chồng, mấy mốt con bà vô làm MC hả? Bà để thâu tóm hết chương trình của người ta hả? Rồi sao? Ở đây tôi nói cho biết nha. Không có thôi hết, anh để em giải quyết cái vụ này. Vô chương trình này MC là ai? Là cha là mẹ? Tôi không phục. Là chủ chương trình? Tôi không phục. Không phục gì giờ muốn gì? Bây giờ bình thường bà đã ghét tôi rồi. Không phải là ghét đâu, mà tại vì hay chặt chém quá cho nên không ưa. Mà nghĩ sao ngày hôm nay bà làm MC đúng không? Rồi sao? Là MC là cho điểm chồng mình không? Rồi đương còn nhiên. Tôi hả, cho ít điểm, tôi không chịu. Đương nhiên, không chịu giờ sao? Em biết bây giờ em sẽ làm MC. Cái gì? Em làm MC, chị xuống làm đội trưởng đi. Chơm chơm về. Chơm chơm về, chơi. Chơm chơi về. Giờ sao? Chịu không? Không em về. Mời qua đây làm MC. Vậy em đồng ý đúng không? Em đồng ý. Cái khúc này mới trúng bẫy nè. Bởi vì giờ anh thắng hay anh thua gì cũng về hết mối. Yeah. Đó là lý do mà nãy giờ tôi giả bộ diễn vậy. Để cho Lâm á, Lâm đổi làm MC cho tôi làm đội trưởng á. Em không chịu, thì em đổi lại. Không có, không có đâu. Mơ đi cưng. Trời ơi, tôi đã dính bẫy rồi. Bây giờ làm MC thì mình nói câu gì để dẫn cho chương trình đi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình. À, đúng rồi. Và ngày hôm nay là hai khách mời, họ sẽ là những người mà sẽ phụ hợ tôi. Phụ hợ là cái gì? Phụ trợ. Phụ, dưới quê kêu phụ hợ. Phụ hồ thì có nha, không có phụ hợ. Là họ hỗ trợ trong cho em làm MC tốt hơn. MC là người ta cần cái gì? MC là người ta hay cầm cái micro. Đúng rồi, khách mời ngày hôm nay liên quan tới cái micro luôn. Một chảo tay thật lớn đón chào micro Lan Trinh. Cái gì? Ủa, micro Lan Trinh là chết, cái tên người ta làm sao, vừa phải thôi chứ. Chứ nói tên cũng nói sai nữa là sao? Em nói gì quên là bé gì? Mico. À, Mico. Mico Lan Trinh. Lan gì mà phát âm mà có văn miếng là đúng á. Lan Trinh. Trời ơi trời. Chồng sao? Bây giờ khách mời chỉ mới có một người thôi. Thì cô này là MC tôi biết, còn người còn lại đừng nói với tôi là MC nữa nha. Người còn lại đó chính là người dẫn chương trình, Nguyễn An. Nguyễn An. Làm được không? Không làm được đi về ha. MC chuyên nghiệp nha. MC chuyên nghiệp là không bao giờ phát âm liếu lưỡi. Nguyên Khang. Nguyên Khang. Chứ không phải Nguyên Hàng. Bắn ra. Em nói nhanh là Nguyên Hàng. Nguyên Hàng. MC chuyên nghiệp là cái lưỡi nó phải dài ra dài. Để không bị mê hông. Đâu lưỡi dài không? Nguyên Khang. Trời ơi, văng. Nè bây giờ là có làm được không? Không làm được. Làm được không? Nghe MC người ta nói một vài câu nè. Nè nè, tạm thời mình lùi ra phía sau, mình quay lưng lại. Mình nghe hỏi MC dẫn chương trình. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình. À đúng rồi. Bây giờ hai đội trưởng có rồi, MC có rồi. Ủa vậy? Vậy đi, 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 đi
vậy? Khóc quần chín, quần chín về đi vậy? Ủa cái miệng khóc xấu. Công nhận diễn được, diễn được. Cho em cơ hội đi. Hôm nay em chơi cho vui, em không lấy lương, không lấy gì hết trơn á. Nghĩa là bây giờ hôm nay là chơi cho vui, lương là chia đều cho mọi người đúng không? Dạ, yeah. Chơi một cơ hội thôi. Rồi rồi, về với vòng tay gia đình nè. Về đây, có tiền là được hả? Gia đình ôm một cái nè, nè động viên nè nha. Mọi đừng kỳ thị em nha. Dấp một cái đuổi về liền. Ok. Cuối lần em sẽ không dấp, mà ngày hôm nay em sẽ làm rất là tốt chương trình này. Và bây giờ đầy đủ hết rồi, chúng ta cùng lập đội nhé. Trinh, em thích ai? Em thích người phụ nữ ấy. Wow, vậy là nữ về nữ. Ủa? Nam về nam. Sau khi đã có đội, chúng ta cùng đến với tên đội. Các bạn muốn đặt tên gì đây? Đội nữ, đội nữ. Đội nữ, đội nam. À đúng rồi, thành bại tại bạn chọn. Trinh. Dạ. 8 năm nhiêu? 40. 48, phải không? Ủa, hỏi ta là phải không? Hỏi người ta mà không biết đáp án. Thôi mình bỏ qua cái tính qua một bên đi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi, sẵn sàng. Xin mời hai đội lên đây để lấy những cái bản thẻ về đội của mình. Đúng rồi anh. Để lên cho em đi anh, phụ trợ em đi. Tập trung đi mấy em ơi, nhanh gọn lẹ đi, mình đi về nữa nha. Rồi, mình về vị trí của mình. Phép tính của chúng ta đó chính là phép cộng. Wow, một phép cộng. Chúng tôi sẽ đưa ra thêm một phép tính nữa. Trời ơi. Là cái này khó nè. Trừ 9 và kết quả của chúng ta là 251. Và 15 giây của các bạn bắt đầu. Đâu, cái này là số mở mà. Mọi người được xem số của nhau, phải xem mới biết được chứ. Ba, ê đúng vậy. Hai, một, hết giờ. Anh Đạt, mặt anh hơi lo âu, chẳng hay anh có tự tin vào phép tính này không? Anh đến chương trình này là rất là vui là chính nên cảm ơn anh hết giờ. Chẳng hay phép tính này là em tính hay chị già tính? Em tính. Em tính. Nhưng mà anh Đạt anh nháy nháy với em rồi, hai đứa. Đạt có xi nhanh. Em chưa biết luật chơi. Đến bây giờ em cũng chưa biết luật chơi. Dạ. Nãy giờ anh giỡn dữ quá em tưởng mình... Không, tôi không giỡn. Mình tôi chỉ làm cho vui vẻ thôi. Không. Bởi vì biên tập bắt tôi làm như vậy chứ thật sự tính tôi rất cộc. Và kết quả 251, một phép tính trừ 9 cộng thì mấy cộng mấy trừ 9 này. Dám quá anh Khang ơi, cho về không. Đi anh Khang. Đó là sự cố ý của tôi, cố tình để cho nó sự hồi hộp. Sự mà không biết là sự gì á, quên. Sự. Thầy ơi, tính sai thì đi về nha thầy. Dạ, con số của đội nam là 229. À, đúng rồi. Không biết 229 mình cộng cho mấy sẽ ra kết quả này? 31. Hồi hộp quá. Em nói 31 vậy? Em trừ thầy, em thấy 229 trừ 9 là 220 rồi, 251 trừ 220 ra 31. Đúng rồi. Và lượt 1, đội nam được 5 điểm và đội nữ được 5 điểm. Và phép tính tiếp theo của chúng ta là phép tính trừ. Và bây giờ sẽ là thêm một dấu trừ nữa, trừ 7. Kết quả là 493. 15 giây bắt đầu. Bên kia là số mấy rồi? Này nè. Khớp không? Cái này. Bên em sai vậy sao á? Hết giờ. 300. Ừ đúng rồi, 300 mấy á. Hình như sai á. Đúng rồi. Mình đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Với kết quả là 493 thì 500. Con số đầu tiên phải là 882. Yeah. Sai rồi. Sai rồi. Nhưng mà đội nữ cũng có cơ hội, nếu như bạn đưa ra con số đúng với kết quả này thì bạn vẫn được điểm. Và số này làm sao sai được? 332. Đúng rồi. Sai rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn đừng buồn nữa, bởi vì hai chúng ta đều sai rồi. Mình đừng buồn nữa, kéo tinh thần lên nào. Các bạn đừng buồn nha, chúng ta đến với lượt 3. Và các bạn nhớ phải cử một thành viên làm quấy rối. Tính còn không ra nữa, quấy nữa. Tại sao mình lại phải quấy rối mà mình không kết hợp lại để ai cũng có điểm, đúng không nào? Nào bây giờ các bạn muốn kết hợp hay là muốn quấy rối nào? Kết hợp. Nếu mà kết hợp thì các bạn vẫn đổi vị trí cho nhau. Và phép tính của chúng ta là phép chia. Và kết quả của phép chia này đó chính là: em ơi có bao nhiêu? 60. 40 năm. Trời ơi. Đời. 40. 15 giây bắt đầu. Thôi mà đừng có phá tôi mà. Tôi chinh mấy người. Anh ơi, ai phá đi em? Đừng mà.
Ủa, mà bên đội anh đem bạn rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Đồ ác độc. Cảm ơn sự giả tạo của hai đội. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và dường như phép tính thì quá đơn giản với các bạn. Và tôi cũng hụt hẫng và không muốn là tạo bất ngờ gì nữa. Hai con số. Đúng rồi. Các bạn giỏi quá. Và chúng ta đã trải qua những phút giây căng thẳng. Không có căng thẳng không nữa. Căng thẳng có mình thầy hơn căng thẳng đó, chứ tụi em không có căng thẳng. Thầy đổi lại đi, MC mình đã đúng một chút. Mình dùng tính từ đúng. Trải qua những phút giây vui vẻ. Kính thưa quý vị các bạn, trải qua những phút giây vui vẻ. Dạ. Thì bây giờ MC xin công bố kết quả. Đội nam đã đem về chúng ta là 20 điểm. Đội nữ cũng 20 điểm. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.